Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 656 QĐ-TTG ngày 16 tháng 7 năm 2024, thành lập quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý nhằm tiếp nhận các nguồn tài trợ hỗ trợ đóng góp tự nguyện bằng tiền của các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp tài trợ cho quỹ để hỗ trợ tài trợ hoạt động xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật. Đây là việc làm thiết thực, có tính nhân văn, hướng đến đảm bảo an sinh cho người nghèo và góp phần nâng cao mỹ quan đô thị. Chiều qua, đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Thừa nhận việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân còn chậm. Nguyên nhân được đưa ra do việc lựa chọn chủ đầu tư có nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định thủ tục. Do vậy, đề nghị các bộ ngành trung ương trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật đấu thầu, luật nhà ở có hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như việc thực hiện chuyển tiếp đối với dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, phục vụ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Kiến nghị ban hành quy định riêng rút ngắn trình tự thủ tục, thời gian khi lựa chọn chủ đầu tư. Ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Có cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho thuê, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Techcombank đã đề xuất gói vay mua nhà ở xã hội lãi chỉ 4,8% một năm trong vòng 5 năm đầu, thấp hơn 2,7% so với gói vay 120.000 tỷ đồng. Mức vay tối đa là 100% hợp đồng. Hai doanh nghiệp dự tính nguồn tài chính hỗ trợ lãi suất cho người dân mua nhà ở xã hội khoảng 8.010 tỷ đồng. Tính đến nay, việc triển khai chương trình ưu đãi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn rất chậm. Các ngân hàng mới giải ngân được khoảng 1% tổng gói vay do những khó khăn về yêu cầu, thủ tục và mức lãi suất khi vay. Nguồn cung bất động sản đang có những dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực, trong đó đáng chú ý là phân khúc mặt bằng cho thuê bán lẻ. Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, giá thuê mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội đã tăng 5% theo quý và 15% theo năm, đạt khoảng 2 triệu đồng một mét vuông một tháng cho các cửa hàng bách hóa và 1,3 triệu đồng một mét vuông một tháng cho các trung tâm mua sắm. Tại khu vực trung tâm, giá thuê đạt 3,4 triệu đồng một mét vuông một tháng. Từ nay đến năm 2026, Savills dự báo nguồn cung mới sẽ tăng lên gần 290.000 m2 từ 6 trung tâm mua sắm và 11 khối đề bán lẻ. Nói thêm là nguồn cung mới này đều nằm ở các vị trí được xem là đắc địa ở Hà Nội như tại quận Ba Đình, dự án Hà Nội Center hay quận Tây Hồ, dự án Starlake, đưa tỷ trọng của trung tâm mua sắm lên 68% so với khối đề bán lẻ chiếm 32%. Tuy nhiên, ở loại hình bất động sản nghỉ dưỡng lại vẫn tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm. Theo đó, nguồn cung sơ cấp giảm 5% và lượng tiêu thụ cũng giảm 69% so với cùng kỳ. Đây được đánh giá là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Tại thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá giảm trung bình 15-20% so với giá hợp đồng. Có những dự án giảm sâu đến 40-50% nhưng vẫn gặp khó khăn trong thanh khoản. Bên cạnh đó, nhà phố, shop house nghỉ dưỡng cũng trong tình trạng tương tự. Hy vọng được đặt ra khi luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sẽ tạo nhiều điều kiện mới về chứng nhận pháp lý, thanh khoản, giúp giảm thiểu vấn đề phát sinh khi giao dịch các dự án, từ đó hỗ trợ loại hình bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi. Luật đất đai 2024 với những quy định cụ thể chặt chẽ trong công tác xử lý, thu hồi dự án chậm tiến độ, được kỳ vọng sẽ xóa bỏ được tình trạng những dự án treo hàng chục năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để luật đạt được hiệu quả, vẫn còn rất nhiều điều cần cân nhắc. Dự án Hatoco số 110 Trần Phú Hà Đông được khởi công từ năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình, Ba Đình CIC làm chủ đầu tư. Thời hạn giao nhà dự kiến là tháng 11 năm 2014, tuy nhiên đến nay công trình vẫn còn dang dở. Dự án số 21 Lê Văn Lương, tên thương mại là Manhattan Tower, do Tổng Công ty Thành An và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù được cấp đất từ năm 2009 và đã thực hiện khoan nhồi cọc, nhưng đến tháng 3 năm 2017, dự án mới được cấp phép xây dựng. Dự án xây đến tầng thứ 21 thì dừng thi công cho đến nay. Cùng chung số phận, VIC Tower tại quận Cầu Giấy
do liên doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ An Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hỗ trợ Kiến thiết Miền núi làm chủ đầu tư, cũng đã bỏ hoang 10 năm. Mặc dù chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào quý 4 năm 2014, nhưng đến nay dự án vẫn đang nằm bất động, vật liệu xây dựng hoen rỉ, xếp đống, cỏ dại mọc tùm. Đây chỉ là 3 trong số 712 dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Các chuyên ngành liên quan đến quy hoạch và xây dựng, chất lượng lập quy hoạch còn thấp, công tác quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, trách nhiệm của các cấp chính quyền chưa được phát huy triệt để. Luật đất đai 2024 với những quy định chi tiết, cụ thể hơn nhiều nội dung được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ tình trạng này. Luật đất đai năm 2024 thì có quy định về cái việc thu hồi đối với những cái dự án khởi công chậm và có cái thời gian cụ thể, cũng như là đối với những cái dự án mà kéo dài quá cái thời hạn quy định cũng có quy định thời gian cụ thể để mà tiến hành thu hồi. Nếu mà bị thu hồi thì cơ quan quản lý nhà nước không bồi hoàn bất kỳ một cái chi phí nào cho các cái quá trình mà đã chuẩn bị trước đó. Cho nên cái việc mà có các cái dự án treo, dự án chậm khởi công hay là không hoàn thành đúng kỳ hạn, nó sẽ giảm đến mức tối đa. Luật đất đai 2024 với nhiều điểm mới sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai, trong đó có quy hoạch treo và dự án treo. Tuy nhiên, từ luật đến thực tế là một hành trình dài phụ thuộc vô vàn yếu tố. Chết chúng ta phải khẳng định rằng là quy định là quy định. Còn vấn đề áp dụng và thực tế nó hiệu lực đến đâu nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cho nó đặc biệt là cái diễn giải nội hàm thế nào là dự án chậm triển khai. Bởi vì nếu theo quy định hiện nay thì cũng khá là dễ lách luật. Ví dụ sau 2 năm không có động thái đầu tư nào thì sẽ bị coi là chậm. Thế nhưng mà nhà đầu tư chỉ cần đầu tư một tí thôi, cho một ô tô chạy đổ vài đống cát cũng là khởi động. Thế cho nên là cái diễn đạt nội dung là cực kỳ quan trọng. Chỉ còn 2 tuần nữa luật chính thức có hiệu lực. Khẳng định luật đất đai 2024 là nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án treo. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, đây chỉ mới là liều thuốc chữa lành, còn để xử lý dứt điểm cần rất nhiều giải pháp đồng bộ khác. Bởi đất đai là một lĩnh vực rất phức tạp và nó luôn luôn thay đổi cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội. Nhằm hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án treo, Luật đất đai 2024 đã bổ sung những quy định mới về thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư. Căn cứ Điều 175 Luật đất đai 2024 quy định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư. 1. Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất khi chưa hết thời hạn sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Có văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư. Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. Không thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 81 của luật này, bao gồm đất được nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại. Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, đáp ứng các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thời hạn sử dụng đất của dự án sau khi được điều chỉnh không quá thời hạn quy định tại điểm C khoản 1 điều 172 của luật này. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cục thuế thành phố Cần Thơ vừa ra thông báo liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn, 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hoàng Quân và công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hoàng Quân do liên quan đến nợ thuế. Tính đến ngày 31 tháng 5, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ thuộc tập đoàn Hoàng Quân nợ hơn 6,1 tỷ đồng tiền thuế. Theo thông báo, chỉ đến khi doanh nghiệp này hoàn thành nghĩa vụ, ông Tuấn mới được xuất cảnh trở lại. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang đề nghị các đơn vị tham gia tư vấn xác định giá đất của 78 trường hợp. Phần lớn các dự án này nằm ở thành phố Nha Trang, khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm.
có dự án phải định lại giá đất và có dự án được cơ quan trung ương kết luận có sai phạm. Trong đó có một số dự án lớn như tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang, dự án khách sạn Star City, Anna Madara, Cam Ranh Resort and Spa, dự án Enma, dự án Rivera Residence and Resort. Tại nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Xây dựng đề xuất nếu chủ đầu tư công bố thiếu hoặc không chính xác thông tin về dự án trước khi đưa vào kinh doanh sẽ bị phạt từ 120 đến 160 triệu đồng, bị phạt từ 200 đến 260 triệu đồng khi nhận tiền thanh toán từ người mua không thông qua tài khoản mở tại ngân hàng, phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng khi doanh nghiệp không công khai thông tin đã thế chấp dự án nhà ở công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, v.v. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin phản hồi của quý vị thông qua app Hà Nội On và những nền tảng số khác của Đài Hà Nội. Đừng rời khỏi màn hình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chương trình đáng chú ý khác. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.